Làm gì vậy em? Làm gì vậy? Vô chân nè. Vô chân nè. Leo vô chân mới sao? Chồng biết cái con ốc mà ngốc mà ban đêm nó ưa bò đó. Ốc ma vậy. Ờ, nó ăn bạc mạng luôn á. Dạ, nó ăn nè. Sau lưng chồng. Không, không. Nè. Cắn ngang á. Ồ, nó cắn ngang luôn nè. Này đầu đũa quá trời. Đầu đũa này chắc vài hôm nữa mình dùng được rồi. Nó mau lớn quá trời cả nhà ơi, một ngày nó mau lớn quá trời. Đã thiệt. Nhóc luôn nè. Đây một đùm này biết nhiêu trái nè cả nhà. Bây giờ nó lộ trái ra nè quá trời. Em ơi, đầu đũa giờ nó lộ trái ra quá trời em ơi. Nó núp sau cái lá kìa, bây giờ quá trời nhóc luôn kìa, bự không kìa. Tốt. Đầu ve thì chưa có tiến triển nhiều đây đâu, tốt rồi đó. Có rồi, ăn cho uổng quá à. Nè. Tôi cắn ngang thằng nó hả vợ? Uổng quá trời ha. Kể đi vợ ơi, mình trồng cũng vậy rồi, kể nó ăn nhiêu ăn còn nhiêu mình trồng, chứ sao vậy? Uổng quá à, bây giờ nó lên lá rồi nè. Dở không? Tốt quá ha. Cái này bự chút xíu mình mới làm vàng được mà. Thì nó bò gần 3 ngày nó làm rồi đó, mau lắm. Cái này nhỏ quá cho làm vàng gì. Nó bò ra là làm được rồi. Nó thêm cả 2 lá nữa là làm đó. Bắp này quá trời tốt luôn rồi. Đất này công nhận là hạp bắp cả nhà ơi. Tốt cái khiếp thiệt. Tốt còn mau lớn nữa. Bắp này mình xuống giống được nhiều ngày ra nhớ không? Ồ, 15 bữa nửa tháng. Rồi nửa tháng giờ phân 3 tắc rồi cả nhà. Quá trời đã rồi. Bắp này, đất này trồng bắp tốt nè. Hả? Đất của mình là trồng bắp tốt rồi vậy. Ông cặp mình qua bên kia trồng mà bớt, cái này dày quá trời. Nó còn nhỏ, mình nhổ vừa đất vừa đó vậy nè. Em vừa đất vừa trồng bớt, cái này dày quá, không tốt đâu. Mà em lấy nguyên cục đất đó luôn em. Thì lấy nguyên cục đất nè, mà giờ lấy kỹ á. Ồ, quá đã rồi. Rồi bẻ lại chi nữa, cứ cho nó luôn nè. Tặng phòng luôn. Bên đây hả? À? Ờ, tại vì bên đây bữa hổm quên bỏ nè. Là mình rảnh mình chiết cái qua hai vợ ha. Ờ, mình đãi nguyên gì luôn nè. Rồi mình đặt xuống à, nó không có mắc sức cây. Trời mát hay làm được, trời nắng làm là ngủm khu tối à. Chưa, mới bứng qua nó không hên không. Không phải, anh nói trời nắng kìa, nói trời này trời mát không sao. Chồng ơi, vợ có mua miếng ba gội nè. Với mối tép nè, rồi ba gội với tép làm gì ăn? Muốn ăn cái gì? Ai biết là vợ làm gì chồng ăn đấy nè. À, bây giờ tép với mình lấy miếng thịt đi, mình đem đi xào đi ha. Rồi này mình đem đi kho tiêu không ha. Rồi chút rồi. Rồi này mình đem lặt ra đi. Rồi cái này mình có quậy nước muối rồi nè. Rồi mình lặt cải ra, mình đem đi làm đặng mình xào tép ăn. Giữ cái nồi hả? Giữ nồi cua hả? Chung vô chổng nằm luôn á. Kẹt mỏ con á. Cả nhà ơi, mình cũng mua được một ít cua đồng. Ê, nó ra. Ê, nó ra. Kẹt nhỏ nè. Mình mua được ít cua đồng ở nhà rất là ngon luôn. Nhưng mà không biết chưa biết làm món gì. À, quá đẹp, càng ngon cả nhà. Rồi mình rộng rồi, hôm giờ mình đậy nè, nhưng mà rất là khỏe luôn. Cua đồng cần kình không à? Cô đồng của cái cô này bắt cá đâu không biết sao cần chạy không à. Đây quá chạy nhiều anh ơi. Đây đây. Giờ mọi người muốn mình làm món gì mà cho ý kiến thì mình làm. Cua nè. Xuống đi xuống. Đẹp chết. Ngày mai làm luôn clip cô đồng em ơi. Nha. Cô đồng làm gì chồng? Để không biết làm gì ngon giờ không biết làm gì. Làm gì ngon biết mà mình không biết làm món gì ngon á.
ai có ý kiến gì đóng góp giùm mình. Cảm ơn các bạn ơi. Giờ không biết cô Đồng làm cái gì giờ. Cái này tôm lóng em ơi. Hả? Tôm lóng, tôm nhỏ. Tôm nhỏ. Mình xào cái cải ha vợ. Ừ. Còn miếng thịt ba chỉ này mình đi kho tiêu được ha. Kho tiêu ăn chồng anh. Rồi chấm ăn được rồi ha. Ừ, mặn mặn ăn nó ngon. Ừ. Cải thấy ngon quá trời. Ngon vậy. Kho tiêu à. Mưa leo nheo nữa vợ ơi. Mới nắng có 1 ngày một à. Ba củi chưa khô nữa chồng ơi. Anh đẩy cái xu rồi. Đẩy đàng hoàng chưa? Đẩy xu rồi. Tối nay mưa có lớn, mình không có thức rồi ướt hết trơn. Bây giờ cải mình đã làm xong rồi, bắt đầu mình rửa thịt. Mình rửa thịt để cho nó gáo đi rồi mình sắt. Bây giờ ấy cái đậu gì rồi hả lột? Nó này có gạch nè. Cái này kêu tôm lóng, giờ vô phải tép á. Ừ. Tôm chín ha, rồi đó ha. Cái này chắc của mày đi cào ra ha. Cào xong mới có ha. Ừ. Được có mấy con. Cái này là thiên nhiên. Nè, cái này là gạch cứng ngắc luôn trời. Tôm gạch không? Nó hơi nhỏ ha. Giờ mình sắt thịt này mỏng mỏng ra, mình đem đi xào với cải à. Có tiêu mình sắt cộng cộng vậy nè, thơm ngon. Vô nọt rồi mở. À, sắp vuông vuông à. Sắp đi đó. Giờ mình sắp thịt xong rồi. Mình đập củ hành mình sắp luôn. Bỏ đường 2 muỗng vô. Mình đãi đi cho nó thấm đi. Mình nhúm lửa lên ăn mình xào xào cái gì quên rồi chồng. Xào cải. Xào cái gì cũng quên. Ở vậy bây giờ tao nó già đúng rồi. Mình phát âm không có chuẩn. Mình làm mình hãy nói chuyện. Mình bỏ tỏi phi vô. Rồi bỏ thịt vô mình xào luôn. Rồi mình bỏ tép vô luôn. Bỏ miếng bột ngọt. Miếng đường. Miếng mắm. Còn bỏ cải luôn mình xào. Bỏ cải vô mình xào. Mình xào cái cọng trước. Củ cải rồi bỏ vô xào luôn. Ngon hả chà? Nè, gạch vị ngon á. Gạch
ngày tướng ngắt luôn. Tính ra nãy mình tính là cái này có mấy con tôm mà giờ tôm cũng thịt thấy cũng chảo cũng nhiều quá vợ ha. Ừ, nhưng mà ăn dễ mà, hai chồng có hai chồng mà. Có hấp dẫn cả nhà ơi. Rồi chín rồi mình xúc ra dĩa. Dĩa đầu xào này phải nói là đầy đủ chất dinh dưỡng, quá ngon. Thịt và tôm, tôm và thịt. Bỏ chảo lên, mình bây giờ kho thịt. Thịt đã săn rồi mình bỏ nước mắm vô. Nửa chén nước cho ngập thịt đi rồi mình kho rồi rượu cho nó ngon. Con này chắc mình kho tới nó sắc xuống luôn hả vợ? Ừ, kho đúng không? Cho nó mềm rồi. Nó khô lại mới ngon. À, mềm sắc khô rồi nó mới thấm ngon ha. Ồ sắc chưa em? Cái này được chưa? Chưa tầm ơi. Chút nữa đi ha. Ừ. Nó sắc kẹo kẹo rồi bong bóng đẹp phải không? Phục phục phải không? Thịt kho hấp dẫn nhất là lúc này nè. Lúc sắc sắc nè. Kẹo một chút nữa em ha. Ừ. Người cũng phải chừa nước đi chấm này vậy đây. Rồi biết rồi. Ôi quá trời ngon rồi. Kẹo mà nó vàng. Rồi nó chín rồi quá. Chồng ơi. Bò vợ múc ra vậy. Thôi em tỉm đi chảo ăn luôn vợ ơi. Thôi. Dạ. Múc vậy ha. Rồi này trộn cơm ăn trời trời. Giống hồi xưa phải không? Trộn cơm ngủ ra nha. Ừ. Lấy cái giá em trộn vét xuống. Còn bỏ tiêu vô. Ôi. Chết rồi chồng ơi, này vợ khô khô luôn rồi. Ủa? Nó có nước còn chút à? Thấy không, hồi nãy chồng kêu là để miếng nước không, em lửa quá lửa. Nó tẹo nó ngon. Thôi, kệ, khô thì ăn theo khô. Ừ. Rồi xin mời cả nhà cũng như các anh chị, các bạn dùng cơm với vợ chồng mình nha. Mời mọi người ăn cơm nha. Xin mời cả nhà cùng dùng cơm với vợ chồng mình nha. Bữa cơm chiều cả nhà. Ngày ăn có một buổi rồi nha. Ừ. Tép, còn tép gạch không nè vợ? Ừ. Đó vậy. Cái đúng cái chấm cái này nè mà em chấm nó ăn rồi. Ừ, kho khô quá. Ừ. Ừ. Cơm ngon quá chị mà. Ừ. Tôm gạch không à. Rồi thịt mỡ. Mỡ trong xanh tại ốp em mới đường sao mỡ trong nghe em ha. Ừ. Ốp đường trước á. Ốp đường trước mỡ trong á, ngon quá. Nó gọi á, vừa thịt vừa mỡ ngon. Ừ. Chấm vẹt vẹt này ra. Cái này mà em chấm này nè nó ngon hơn mắm chua luôn á. Ừ. Ăn nó sập nhạt nữa hả? Không biết được nữa. Vô nhà nè. Cái chủ con cơm. Cái đây là con chó lớn nó cắn á.